Thank you.
结果一段。Thank you.
tôi vẫn ăn không. Cô ấy đã khóc. Tôi muốn ôm cô ấy và tôi đã làm vậy. Cô ấy nói tôi khiến cô ấy cảm thấy rất là vui. Sau đó ông bà dẫn tôi vào phòng ngủ. Nó bắt đầu ngả xuống dưới của tôi. Tôi rất ngạc nhiên nhưng không ngăn cản. Thật tuyệt vời cho cả hai chúng tôi. Và tiếng sau chúng tôi kết thúc, cô ấy nói rằng tôi khiến cô ấy lên đỉnh núi. Và sau đó cô ấy cười và nói rằng anh còn chưa làm được một lần nào. Tôi đoán cụ quý nhỏ bé mượn một cảnh sát của anh sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ hạn. Vừa rồi tao hoàn toàn đã bị xoay. Hy vọng anh sẽ tỉnh lại khi tao trở về. Đừng tỏ ra yếu mềm hay sự giảm trước mặt nào. Đã thăm lên đi. Sẽ kiểm tra một chút. Thank you.
次机会是回中国和上海。